tinh khiết RO đóng bình, đóng chai. Hệ thống lọc nước tinh khiết RO sử dụng công nghệ thẩm thấu ngược, có khả năng loại bỏ đi những độc tố, chất huyết phù, kim loại như mangan, canxi, clo có rất nhiều trong nguồn nước ở Việt Nam, đặc biệt là những